Ok, hello mọi người nha, chào mọi người đã quay trở lại kênh channel của mình. Thì ở trong video trước của chúng ta thì chúng ta đã tìm hiểu về các cái kiến thức về mảng rồi. Thì chúng ta đã kết thúc cái phần kiến thức đó ở video trước rồi đúng không nhá. Thì ở trong video này như mình đã nói là chúng ta sẽ tìm hiểu về kiến thức gọi là how to upload file đấy, đúng không nhá. Cứ là chúng ta đã tìm hiểu các cái nguyên lý hoạt động của cái upload file này. Và mình đảm bảo mình nghĩ là mọi người chỉ cần xong cái video này gần như là mọi người đã có thể là cầm trịch được cái khả năng upload file rồi đúng nhỉ. Rồi đấy, thế giờ để chúng ta bắt đầu thì mình có tạo trước một cái file tên là file upload.pp nhá. Không gì cả. Đấy, và sau đó trong file inc thì mình tạo một cái file là upload để chúng ta tí chúng ta xử lý code đúng nhỉ. Và chúng ta tạo ra một cái folder là upload này để sau này chúng ta upload thì chúng ta sẽ chuyển ảnh vào trong này đúng nhỉ. Đấy, rồi không có gì đặc biệt cả. Thì trong file upload này chúng ta có tạo ra một cái file thôi như này để cho mọi người đỡ mất thời gian. Rồi thì đây thì trong form mọi người chú ý có ba cái nhé. Đầu tiên là action này, action của mình sẽ trỏ vào trong file folder inc và vào trong file upload.inc.pp nha. Thứ nữa là method post nhá. Method get thì không, form không hỗ trợ nhá, nên mọi người nhớ là luôn luôn sẽ là post được nhá. Đấy, nếu mà upload nhá. Rồi, còn có mà nhớ cho mình cái quan trọng nhất này. Đấy là thuộc tính thứ ba đó là entity try, cho là multi path. Cái dòng chữ nó mọi người nhớ không được đánh đánh sai nhé. Mọi người đánh sai là nó sẽ không hoạt động luôn đấy. Mọi người nhớ nhá. Đấy, rồi. Rồi, ở trong form này thì mình tạo ra một cái rất đơn giản đó sẽ là input này, button này, submit và mọi người nhớ có thêm một cái name. Và giá trị nó là submit để tí chúng ta bắt reset đúng nha. Rồi bây giờ chúng ta ra ngoài Chrome, chúng ta đây thì đây chính là cái tạo ra đây đúng nha, không gì đặc biệt cả. Rồi thì bây giờ chúng ta đã vào phần xử lý code đúng nha. Thì chúng ta thấy là khi chúng ta chu một cái file này, ví dụ chu một cái file nhá, mình sẽ chu một cái file và mình vào trong document đi. Đấy, music đúng nha, mình sẽ chọn cái file này đi đấy, mình sẽ upload lên. Thì như vậy thì cái name của chúng ta giờ này nó sẽ có giá trị là cái này đúng nha. À, thì như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với file source code. Chúng ta thấy rằng là cái name bây giờ của chúng ta chính là file upload. Mình không muốn để là file để nó trùng với cái này nhá. Thì mình sẽ để nó file upload để cho mọi người dễ phân biệt. Bây giờ mình sẽ Ctrl C này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt vào công việc bắt lỗi. Đầu tiên sẽ là bắt lỗi check error, check submit đúng nha. Sẽ là if reset đúng nha. Rồi và chúng ta sử dụng post để chúng ta lấy được cái giá trị của name sẽ là submit đúng nha. Nếu mà đã submit rồi thì chúng ta sẽ là chúng ta sẽ làm công việc gì đấy, do something. Còn nếu mà lỗi thì chúng ta sẽ header ra và chúng ta thực hiện công việc là location và chúng ta sẽ trả về cái file vẫn là file upload.pp và thêm một cái nữa đó là upload bằng error đúng nha. Đấy, rồi sau đó thì exit. Rồi thì đấy là nếu mà lỗi, còn nếu mà không ấy thì công việc tiếp theo nữa chúng ta đấy là chúng ta sẽ lấy hết tất cả các thông tin get all data information của cái file đúng nha, của file. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tạo ra một cái biến file để mình lưu trữ lại cái đấy nhá. File sẽ bằng là thực hiện cái method đó là file đúng nhỉ, và mình lấy từ cái trường name có giá trị là file upload thì mình sẽ Ctrl V vào đây đúng nhỉ. Đấy, rồi để chúng ta biết được là chúng ta đã có được hay không ấy thì mình sẽ Ctrl C đây nhá, mình sẽ paste vào đây để xem là nó sẽ có những thông tin gì. Thì ở đây chúng ta đổi nó thành file đúng nhỉ. Đấy, thì bây giờ chúng ta kiểm tra nhá, xem là file chúng ta lấy chúng ta sẽ có những cái gì. Rồi reload lại, bây giờ chúng ta chọn một cái file vẫn là cảnh cũ đi, bây giờ là open. Đấy, upload. Đấy, thì như vậy là bây giờ chúng ta tổng cộng một cái dãy array. Đấy, có 5. Và đây là cái array theo kiểu Obfuscation Native đúng nha. Đấy, mọi người nhớ nhá. Mọi ai mà chưa biết cái mảng Obfuscation Native là cái gì của mọi người xem video trước cho mình nhá. Đấy, thì như vậy chúng ta có một cái bên trong này, Obfuscation Native đầu tiên sẽ có cái key name của chúng ta chính là cái tên của ảnh này. Tiếp nữa sẽ có một cái key nữa là type có nghĩa là loại của ảnh này. Đấy, có nghĩa là thuộc PNG đấy và thuộc loại ảnh đúng nhỉ. Sau này ví dụ có thuộc loại tài liệu thì sẽ là file PDF. Đây là temporary của cái tên, gọi là cái tên tạm thời của cái ảnh này. Đấy, để sau này khi chúng ta sẽ move cái
ảnh này tới cái folder chúng ta cần, đúng nha. Và lỗi thì lỗi hiện tại là không có gì cả, đúng nha. Lỗi hiện tại không gì cả, và size của nó thì nó rơi vào tầm đó là 8 MB, 8,3 MB, 8,3 MB, đúng nha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại nha. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với code. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phải tạo ra các cái biến để lưu trữ lại năm cái giá trị đó, đúng nhỉ? Thì như vậy giờ chúng ta sẽ tạo ra năm giá trị nhá. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ phải save các cái giá trị, đúng nhỉ? Các cái vari into vào trong cái biến các cái giá trị là value mà nhỉ. Đấy, ok. Xây các cái giá trị vào trong các cái variable nhá, variable. Thì đầu tiên sẽ là biến name để lưu lại cái tên của cái ảnh đấy, đúng nhỉ? Sẽ là file name, đúng không? File name sẽ bằng là file. Các nhớ sử dụng cái phương thức file nhá, làm với file mà nên là chúng ta sẽ luôn luôn sử dụng file. Và cái đầu tiên là chúng ta sẽ truy cập vào trong cái file. Chính là truy cập vào trong cái file upload này, chúng ta truy cập vào trong cái file upload. Các bạn nhớ là đây là file upload nhá. Truy cập vào trong cái mảng file upload. File upload, đánh đúng từng tí một file upload đấy. Và tiếp theo nữa chúng ta thì ở đây chúng ta truy cập vào trong cái associative là cái gì nào. Đầu tiên sẽ là name. Ok, chúng ta truy cập vào name. Cái này ở video trước mình đã dạy rất kỹ rồi. Sẽ truy cập vào name, đúng nha, đấy. Rồi như vậy giờ chúng ta sẽ phải nhân đôi lên, nhân thành 5 cái, 3 năm, ok đủ. Tiếp nữa là chúng ta sẽ có một cái nữa là cái gì nào. Chúng ta xem từng cái một. Bây giờ thì chúng ta sẽ, mình sẽ kéo nhá, kéo nó lại đây, làm việc cho dễ. Rồi, cái thứ hai chúng ta sẽ có là try, đúng nhá, chúng ta sẽ có try. Như vậy chúng ta sẽ có là try. Try của ảnh thì giờ mình sẽ đăng mình sẽ đặt tên cho nó nhá. Chúng ta sẽ có try của ảnh sẽ là, đây chỗ này sẽ là file đúng không, và try. Đấy, và try thì chúng ta truy cập vào trong try đúng rồi đấy. Chúng ta làm này đấy, đấy là lý do mà tại sao mình đã đặt 3 video ở đằng trước về xử lý mạng. Rồi tiếp nữa chúng ta sẽ có try này, xong try rồi chúng ta sang phần temporary name, nó sẽ là tmp name đúng nhỉ. Và trong này chúng ta sẽ có là tmp gạch dưới name, đúng nhỉ, đấy. Để hai cái số này nhìn này chắc là không sai đâu. Tiếp sau khi temporary name chúng ta sẽ có error, có nghĩa là báo lỗi đấy, viết hoa đi. Error đây cũng chính là error. Rồi tiếp chúng ta sẽ có cái trường cuối cùng chính là sai, hay nha, chúng ta sẽ có sai. Sai vào đây chúng ta chuyển thành sai, ok đấy, đấy là công việc đầu tiên. Như vậy là chúng ta lấy được toàn bộ tất cả các giá trị và chúng ta lưu nó vào trong các biến này để tí nữa chúng ta sử dụng rồi, đúng nhỉ? À, như vậy chúng ta đã xong bước đầu tiên. Rồi thì công việc tiếp theo nữa chúng ta, đấy là chúng ta sẽ phải lấy được các bạn nhớ hình dung nhá, do là chúng ta chỉ lấy được cái tên của cái file này thôi chứ chúng ta không thể nào mà lấy được cái đuôi ảnh này, gọi là cái extension của cái ảnh này, đúng nhỉ? Cái phần mở rộng của cái ảnh này thì chúng ta không biết là ảnh này là thuộc cái loại nào để chúng ta có thể là quy định cho website chúng ta. Ví dụ sau này website chúng ta chỉ chấp nhận là ảnh thuộc PNG thôi, hoặc là ảnh JPG, đúng nhỉ? Đấy, thì có nghĩa là như vậy chúng ta sẽ phải có thêm một cái biến để chúng ta lưu trữ lại cái tên. Chúng ta sẽ phải có một tên biến để chúng ta lưu trữ lại cái tên extension của bức ảnh này, đúng nhỉ? Thì để mà làm cái công việc này của chúng ta thì rất là dễ. Đấy là chúng ta sẽ làm tạo ra một cái biến để lưu lại thôi. Đấy, còn cái kỹ thuật để mà lưu lại thì khá là hay. Đây mọi người, đây là extension này, viết tắt của từ extension nha. Có nghĩa là file mở rộng, có nghĩa là cái đuôi của nó là đuôi gì đấy. Ví dụ như là word của bạn sẽ có là đọc mà dưới 2007 đấy. Đấy, trên 2010 thì các bạn sẽ có là đọc x đấy, có nghĩa là đọc x đấy, đúng nhỉ? Đấy thì đấy chính là extension nó. Thì do là ở đây nó là một cái mảng đúng không nhỉ? Thế nên là mình sẽ lấy cái giá trị này và mình đưa vào trong mảng. Đấy, rồi. Tại sao thế? Thì đây mình sẽ làm, mình sẽ code luôn cho mọi người thấy. Explore có nghĩa là explore. Và khi mà gặp dấu chấm, bởi vì là ảnh thì luôn luôn là gặp dấu chấm mà. Đây các bạn thấy này. Các bạn thấy là sau này tên ảnh thì sẽ có những cái dấu chấm đằng trước, nhưng mình không quan tâm vấn đề đấy, mình không quan tâm vấn đề đấy. Mình cứ gặp dấu chấm thì mình sẽ cho nó vào trong mảng.
đúng nha, cho nó vào trong mảng thì sẽ là file, thực hiện file name đúng không? Đấy, để chia vào trong mảng. Thì đấy, ví dụ như bây giờ trong cái ví dụ này của chúng ta này thì chúng ta sẽ có được một cái mảng hai phần tử. Đầu tiên đấy là cái tên, còn đây tên của cái này đúng nha. Và nữa của chúng ta sẽ có PNG như này đúng nha. Đây nếu mà thích thì mình sẽ để như này đi. Mình sẽ để này cho các bạn hiểu hơn. Document vào trong music. Chỗ phần là đây, ví dụ như là learn này đi. Learn này mình sẽ đặt trước learn, mình đặt một dấu chấm. Sau learn mình đặt một dấu chấm tiếp. Đấy, ok. Đây như này nhá. Sau đó thì mình sẽ quay trở về mình upload lại đi. Mình sẽ upload cái file có tên là learn PP. Đấy rồi mình upload. Đấy thì như vậy là bây giờ chúng ta có bằng này dấu chấm đúng nhỉ? Như vậy chúng ta sẽ tổng cộng sẽ có là một cái mảng, một phần tử, hai phần tử, ba phần tử và bốn phần tử. Ok, như vậy chúng ta tổng cộng bốn phần tử nhá. Rồi. Ở đây sẽ là get cái extension đúng nhỉ? Extension của file đúng nhá. Đưa trong mảng có nghĩa là text into đưa vào trong mảng array. Đúng nhỉ? Và ví dụ như ở đây sẽ là mảng năm phần tử đúng không? Đếm lại đi. 1 2 3 4. Ok, 4 phần tử. 4 phần tử. Ok, 4 item. Rồi, như vậy chúng ta có tổng cộng là 4 item. Thì sau khi chúng ta đã có được cái này rồi này thì chúng ta sẽ làm công việc, đấy là chúng ta sẽ cắt cái, chúng ta sẽ cắt cái đuôi mà chúng ta cần ra. Ví dụ như ở đây này, bây giờ cái mảng này chúng ta còn đến tận 4 phần tử và chúng ta không hề biết là cái phần tử nào là phần tử cuối. Đấy, phần tử nào là phần tử là đuôi ảnh mở rộng đúng nhỉ? Đấy, thế nên là ở đây chúng ta thấy rằng là 1 này, 2 3 4 và chúng ta thấy là lúc nào thì cái extension cũng luôn luôn là phần tử cuối cùng của mảng đúng nhỉ? Đấy, thế nên là công việc rất là dễ dàng thôi. Công việc còn lại chúng ta đấy là chúng ta sẽ lấy phần tử cuối cùng của mảng ra thì nó chính là cái mảng, à chính là cái extension mà chúng ta đang cần đúng nhỉ? Mình đã đặt đấy chính là file actual extension, tức nghĩa là cái đuôi ảnh chính thức ấy đúng nhỉ? Và sau này thì có một số người người ta hay lưu kiểu như là lưu ảnh, hoặc là một số những trang web người ta lưu ảnh trả về sẽ là một cái zip JPG theo kiểu chữ yên hoa. Nhưng khi chúng ta upload chúng ta luôn luôn phải để nó ở dạng đó là dạng JPG thường, thế nên là để mà chắc chắn cái trường hợp mà không bao giờ bị lỗi ấy, thì mình sẽ để là str đúng nha, to lower, để luôn luôn là trả về giá trị chữ thường đúng nha, là JPG luôn luôn là ở thường không bao giờ viết hoa. Đấy. Và do là cái mảng bây giờ cái file extension này của chúng ta hiện tại giờ đang là mảng này, đang là mảng này. Thế nên bây giờ chúng ta sẽ phải lấy phần tử cuối cùng của mảng thôi. Đấy, thế nên ở đây sẽ là end, sẽ là phần tử cuối cùng. End này sẽ trả về giá trị cuối cùng của mảng. Đây này. Set có nghĩa là set cái pointer đến cái giá trị cuối cùng của mảng này. Được chưa nhỉ? Rồi. End và chúng ta sẽ cho cái file extension này vào. Như vậy thì bây giờ chúng ta đã có được cái tên. Như vậy là đến đây là chúng ta đã lấy được cái, đây, bước này chúng ta là lấy được rồi. Lấy cái tên của extension, lấy tên extension của file. À, rồi ok đấy, như vậy ở đây chúng ta đã có được cái tên ảnh rồi, tên của extension của cái ảnh đấy rồi. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là check các cái errors đúng nhỉ? Check errors, error handler, có nghĩa là các cái lỗi cơ bản. Thì công việc đầu tiên của chúng ta ấy, đấy là chúng ta sẽ phải tạo ra một cái mảng, chúng ta tạo ra cái mảng mà trong cái mảng đấy sẽ có những cái giá trị cho phép upload đúng nhỉ? Ví dụ như là mình tạo một cái biến allow nhá. Allow đúng nhỉ? Allow. Đấy, và mình sẽ tạo ra một cái mảng. Allow này chính là một cái mảng, và trong cái mảng này thì mình tạo ra một cái mảng index mà. Đấy. Thì trong array này chúng ta sẽ có ví dụ như là website mình sẽ cho phép upload JPG này. Đấy. Sẽ cho phép upload JPEG này. Tiếp theo mình sẽ cho upload là PNG này. Đấy. Sẽ cho upload là PDF này. À, sẽ cho upload tiếp là zip gip 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 này đúng nhỉ? Đấy thì cứ cảm tưởng như thế đi. Đấy đúng nhỉ? Đấy thì như vậy chúng ta đã xong được cái phần điều kiện, có nghĩa là chúng ta tiền điều kiện, có nghĩa là chúng ta sẽ có bằng này cái. Nếu mà trùng thì chúng ta sẽ trùng thì chúng ta sẽ làm cái công việc đấy là chúng ta sẽ cho phép upload đúng nhỉ? Rồi bây giờ bắt đầu tiếp. Bây giờ sẽ là if. Bây giờ chúng ta sẽ cần một cái hàm để chúng ta check làm sao được là cái này này.
cái giá trị mà chúng ta nhận được từ cái name extension này nó trùng một trong các giá trị này. Đấy. Thì mình sẽ cung cấp vào một cái hàm nó có tên là in array. Đấy, tức nghĩa là đây mọi người chỉ cần đóng vào ngoặc cái, mọi người chỉ vào đây cái này check là kiểm tra nếu có một giá trị tồn tại trong mảng thì sẽ trả về bool, có nghĩa là đúng đúng nha. Đấy, có trả về true ấy. Rồi thì như vậy ở đây mình sẽ là check. Đấy. Thì ở đây nó có ghi hết ở đây này, đây là mix, có nghĩa là cái giá trị mà chúng ta cần kiểm tra, và đây là cái tiền điều kiện là một cái mảng để kiểm tra đấy, đúng nha. Thì đây giá trị mà chúng ta cần kiểm tra chính là cái file actual extension. Đấy. Và cái list mà chúng ta muốn kiểm tra trùng đấy là cái mảng array allow, đúng nha, allow. Rồi ok. Thì nếu mà true thì chúng ta trả về một cái gì đấy, đúng nha. Còn nếu mà false đấy, thì chúng ta sẽ echo ra một cái thẻ P, đúng nha. Đóng cái thẻ P lại. Đấy. Sẽ là gì? Sẽ là you can, đúng nha, you cannot upload file of this type, đúng nha. Sẽ là bạn không thể upload được cái type, được cái loại ảnh kiểu này. Đấy, có nghĩa là nếu mà không trùng một trong những cái này thì mình sẽ không cho họ upload, đúng nha, đấy. Rồi thì cái file type này mình sẽ cho một cái style sẽ bằng là color, sẽ bằng là red. Do là chỗ này chúng ta đang dùng ngoặc đơn, à ngoặc kép ở ngoài rồi, thế nên chỗ này chúng ta sẽ phải là ngoặc đơn. Ok. Rồi thì như vậy chúng ta đã xong phần này. Đấy. Rồi thì nếu mà thành công ở trong này, tức nghĩa là nếu mà thành công rồi nhà đây, chỗ này mình sẽ viết lại nha. Sẽ là check, check xem has có một cái có tồn tại hay không, đúng nha. Exist có tồn tại giá trị value của cái extension, đúng nha. Extension đúng nha. Hình như mình viết sai mấy cái từ extension rồi. Đấy, check gọi là tồn tại giá trị của extension ở trong cái mảng không, trong array không. Rồi ok. Đấy. Rồi công việc tiếp theo nữa chúng ta, đấy là chúng ta sẽ check cái lỗi. Đây này, nếu mà trong cái này, nếu mà trong quá trình upload file mà có lỗi thì nó hiện ở trong cái mảng này, đúng nha, ở trong cái key của error này, đúng không? Thế nên bây giờ mình phải check, đó là if. Đây là, do là bên trên mình đã gắn cho nó bằng cái error thôi nên bây giờ chúng ta chỉ cần mang nó xuống dưới này thôi. Đây chính là error, nếu error mà bằng 0, tức nghĩa là không có lỗi đấy, đúng nha, thì chúng ta thực hiện cái công việc gì đó. Còn nếu mà không đấy, thì chúng ta thực hiện cái công việc đấy là chúng ta sẽ echo ra, echo ra, chúng ta sẽ echo ra một cái gì đấy. Đấy, sẽ là echo ra gì đây, sẽ là có một cái lỗi xuất hiện trong quá trình upload file đi, đúng nhỉ, sẽ là there was, yeah, was an error uploading your file, đúng nhỉ, là có một quá trình, có một cái lỗi xuất hiện trong quá trình upload file của bạn. Rồi tiếp nào, thì khi mà không còn lỗi nữa thì các bạn chúng ta sẽ nghĩ tiếp là chúng ta sẽ còn cái lỗi gì nữa nào, chúng ta còn lỗi gì chúng ta sẽ check hết nào. Đấy, còn một lỗi nữa để của chúng ta đấy là chúng ta về kích cỡ của file nữa, đúng nhá. Nếu file size của chúng ta ví dụ mà nhỏ hơn 10.000 đi. À, nhỏ hơn 100 MB đi thì sẽ là mấy số 0 nhỉ, 3 này, 6 số 0. Rồi chúng ta sẽ có là 6 số 0. Đấy, sẽ tương đương với là 100 MB. Nếu mà nhỏ 100 MB thì chúng ta cho phép upload. Còn nếu mà lớn hơn đấy, của chúng ta thì chúng ta sẽ echo ra. Tiếp tục echo ra. Và chúng ta tiếp tục echo ra và chúng ta copy cái đoạn này này. Rồi. Đó, chúng đóng vào mỏ ở đây. Rồi tiếp chỗ đoạn này của chúng ta thì chúng ta sẽ ghi là your file too big, đúng nha, your file too big. Ok đấy, thì chúng ta khai báo một cái lỗi đấy là your file too big. Rồi còn nếu mà nó vẫn nằm ở trong cái kích cỡ file này của chúng ta thì chúng ta sẽ bắt đầu cho phép upload đây rồi. Thì để mà file upload ấy thì chúng ta thường ấy thì chúng ta sẽ không để cái tên cũ của người của cái này đâu,
Thường thì chúng ta sẽ để một cái tên file mới theo quy định của chúng ta. Đấy, thì để mà cái cách hay cái cách gọi là Facebook lưu trữ ấy, thì mình sẽ để theo cách của Facebook lưu trữ nhá. Có nghĩa là nó sẽ lưu trữ theo kiểu đó là micro giây, có nghĩa là nó vào cái thời điểm mà mọi người upload file lên thì nó sẽ đặt tên như thế, thì tránh cái kiểu như là không bao giờ các cái ảnh bị trùng lập với nhau ấy. Mọi người hiểu nhỉ? Đấy, thì như vậy thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái biến tên là file. File name. Đấy, file name, nhưng ở đây phải là new, có nghĩa là file name mới ấy. Sau khi upload thì mình sẽ được đổi nó tên thành, mình sử dụng cái hàm là unified ID, đúng nha, ID. Đây rồi, cái hàm này. Đấy, và cái hàm này này, đây các bạn thấy là nó sẽ gen nó ra một cái unified ID, và cái chỗ này này nó sẽ trả về cho các bạn một cái gọi là một cái giá trị random bất kỳ theo cái giá trị microsecond, đúng nha. Đấy. Có nghĩa là 10 mũ, 10 mũ bao nhiêu nhỉ? 10 mũ 6 thì phải. Mình không nhớ, mình chả nhớ nữa. Micro giây là 10 mũ 6 hay là 10 mũ bao nhiêu nhỉ? Mình chả nhớ, nói chung là không bao giờ một người bị trùng. Rồi. Thì ở đây giá trị thì ở đây mình sẽ để nó giá trị cũng mặc định thôi, sẽ là unique true, đúng nha. Rồi, và các nhớ là đây là cái tên của nó thôi nhá. Mọi người còn phải nối với cái đuôi ảnh của nó nữa, đuôi extension nó nữa thì nó mới tạo thành một cái bức ảnh được, đúng nha. Thế nên ở đây chúng ta sẽ là nối với cái giá trị chấm chấm và nối với cái extension, nó chính là file actual extension, đúng nha. Rồi, actual extension. Rồi, thì như vậy chúng ta đã có một cái file new mới rồi. Còn bây giờ nữa của chúng ta, đấy là chúng ta sẽ làm cái công việc, đó là khi mà chúng ta có file mới rồi thì chúng ta sẽ tạo ra một cái nơi để mà chúng ta thể chuyển file vào. Thì ở đây mình đã tạo một cái folder là upload rồi đúng không? Thế nên ở đây thì rất là dễ dàng, chúng ta sẽ có đấy là chúng ta sẽ có đấy là file, đúng nhỉ? Cái nơi chúng ta upload vào sẽ là file destination, đúng nhỉ? Destination. Destination, ok, viết thiếu. Rồi, thì bây giờ mình sẽ trỏ cái đường link tới sẽ là upload. Và upload bây giờ thì ở chỗ này của mình thì mình sẽ nối với cái file. Mình sẽ đặt cái file new vào đây. Đúng nha. File name new. Ok, đấy thì như vậy chúng ta đã xong được cái việc chuyển rồi. À, như vậy chúng ta đầu tiên chúng ta có cái file new này, chúng ta có một cái tên file mới này. À, chúng ta có một cái nơi chúng ta thể lưu cái file mới đi vào rồi. Nhưng đến như này chúng ta vẫn chưa thành công. Mà các bạn hãy chú ý là chúng ta có một cái chỗ nó ghi là temporary này, hoặc là temporary. Thì như vậy là chứng tỏ là file hiện tại đang lưu ở một cái nơi gọi là nơi lưu trữ tạm. À, chúng ta cần một cái hàm để chúng ta chuyển cái file đấy vào trong cái folder chính của chúng ta, vào trong cái đường dẫn file destination chúng ta, đúng nha. Đấy, thì như vậy thì ở đây chúng ta cần một cái dòng cuối cùng. Đấy, nó có tên là, mục đích của nó là chuyển file sẽ là move, đúng nha, move upload upload được file, đúng nha. Đấy, và chúng ta sẽ phải đưa cái file lưu trữ tạm chúng ta chính là file temp name, đúng nha. Đấy, và chuyển tới cái đường dẫn destination chúng ta. Đấy, đúng nha. Có nghĩa là nó sẽ truy cập vào trong cái đường dẫn này này. Đấy, nó truy cập trong đường dẫn này, đúng nha. Và nó copy cái file đấy và nó paste vào trong cái đường dẫn là upload. Đây là cái đường dẫn này của chúng ta này, đấy. Nhà như vậy chúng ta lúc này chúng ta mới thành công, được nha. Rồi thì khi mà thành công xong thì chúng ta sẽ header. Đấy, chúng ta sẽ chuyển hướng sẽ là location và chúng ta trở về. Đấy, truy cập vào file upload, upload chấm pp và hỏi chấm upload của chúng ta sẽ bằng success, ok được nha. Đấy, giờ sau thì exit. Ok, đấy thì như vậy là chúng ta đã xong cái hệ thống upload file của chúng ta ở đấy, đúng nha. À, thì bây giờ chúng ta sẽ chạy thử nhá. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong cái Chrome phóng to này ra. Đây, chỗ này thì mình sẽ xóa đi. Cái này giờ chúng ta không cần rồi. Xóa đi. Rồi, vào Chrome. Rồi, chúng ta sẽ phóng to này ra. Trở về. Reload lại. Ok, to file. Bây giờ tiếp tục sẽ chọn là learn. Cái này đúng nhỉ? Và mình sẽ open. Sau đó mình sẽ chọn upload. Ok, như vậy chúng ta đã upload bằng success. Đúng nhỉ? Ok. Thì như vậy của chúng ta thì chúng ta sẽ vào Finder nhá. Chúng ta sẽ vào Finder. Chúng ta sẽ vào trong đây, chúng ta vào quay lại Visual Studio Code và chúng ta kiểm tra trong upload. Upload file. Không kiểm tra được ở đây à?
Hay là nó vẫn chưa chuyển vào được nhỉ? Chúng ta kiểm tra bằng cái này cho chắc nhá. Có thể là không chuyển được thật đó, thế nên chúng ta phải kiểm tra lại là SGDoc. Chúng ta sẽ có SGDoc vào trong PP01 vào trong upload. Ok, như vậy là nó chưa chuyển được đúng nhỉ? Nhưng nó vẫn báo là thành công. Đâu rồi. Vẫn báo là thành công, nhưng mà chúng ta phải kiểm tra lại nha. Đây, chúng ta quay trở lại nhá. Chúng ta kem quay trở lại này, chỗ phần template template. Chỗ này chúng ta sử dụng đó là move upload file, và chúng ta sẽ chuyển từ cái chỗ template name này của chúng ta, và chúng ta sẽ chuyển nó vào trong cái file destination của chúng ta. Ok, như vậy là chúng ta không hề có lỗi gì cả. File destination này của chúng ta thì là vào trong cái folder là upload, và chúng ta sẽ nối với cái tên file là file new nha. Và file new của chúng ta thì sẽ là inequip, có nghĩa là chúng ta sẽ tự động nối cái tự động random tên file, và chúng ta sẽ nối bằng dấu chấm. Chúng ta sẽ nối với cái tên file actual extension. Ta quay trở lên file actual extension của chúng ta sẽ lấy được cái đuôi file. Ok, như vậy đây mình sẽ làm công việc đấy, là chỗ này mình sẽ không chuyển hướng nữa. Để chúng ta xem chúng ta lỗi đâu. Bây giờ mình sẽ echo ra. Bây giờ chúng ta echo ra và chúng ta sẽ có là file actual extension. Ok. Để xem nó có đúng là JPG như chúng ta đã lấy không nhá. Rồi, load lại, chúng ta sẽ có learn này. À, chúng ta upload file. À, như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là nó sẽ báo này move upload file cái này này. Trên fail auto string no file. Không có file nào nằm ở dòng 31. Dòng 31. Không thể nào mà chuyển được. Đây, nó báo là không thể nào mà chuyển được cái vào trong cái file. Rồi, ok, để chúng ta xem nhá. Dòng 31, chúng ta kiểm tra lại dòng 31. Đây, move upload file là file destination. File tp name destination. Và chúng ta đã thấy được chúng ta lỗi nhá. Thì chúng ta kiểm tra lại xem nó có in được ảnh không. Nó in ra được cái đuôi JPG này. Bây giờ chúng ta chỉnh sửa một cái lỗi kia thôi. Làm ra xong, như vậy chúng ta đã biết cái lỗi chúng ta ở đâu đã. Bây giờ chúng ta sửa file tp name này. Bây giờ mình sẽ in thử ra cái file tp name xem nó có hay không nhá. Nó có nhận đúng không đã. Đó, bây giờ file tp name. Ok. Rồi, mình sẽ quay trở lại với khu Chrome. Quay trở lại. Reload tiếp tục. Chứ là đó, bạn thấy này, các bạn thấy là nó biết được cái tên này rồi nha, nó biết được cái tên này rồi. Đấy, thậm chí là nó đã chuyển được cái tên mới này vào rồi này, các bạn thấy là nó chuyển được cái tên mới này vào vào trong cái folder của chúng ta rồi, nhưng nó bảo là nó không có cái file hay là directory nằm trong cái thư mục inc.file chấm 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 upload. Bởi vì sao rồi ạ? Đây, bởi vì sao này, cái file destination chúng ta này, chúng ta chạy ở trong cái file là upload, mà giờ cái file upload này của chúng ta này nó lại nằm song song với file inc cơ. Thế nên ở đây của chúng ta là từ file upload chúng ta phải trở ra thì chúng ta vào trong file upload. Khổ. Đúng nhỉ? Đấy. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ không, sẽ vào đấy. Đây, chúng ta sẽ bây giờ chúng ta vào Chrome. Chúng ta trở về, chúng ta reload nó lại. Rồi chúng ta chọn lại file nhá. Open. Rồi, và upload. Đấy, thì như vậy không còn lỗi nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại file source code, chúng ta kiểm tra lại sẽ là reload. Bây giờ chúng ta thấy là đấy, thì như vậy chúng ta có một cái bức ảnh từ nhà các bạn thấy nha. Đấy, thì như vậy chúng ta thành công. Thì giờ chúng ta bỏ này đi. Đấy rồi, cái chỗ nét. Thì các bạn thấy rồi, cái tên của bức ảnh này đúng như cái chúng ta muốn, đấy là nó tạo ra một cái tên mà gọi là độc nhất vô nhị đúng nhỉ. Bây giờ chúng ta tiếp tục nha. Chúng ta quay trở lại Chrome. Chúng ta quay trở lại đây. Thì đấy, chúng ta reload lại, chúng ta tạo một cái nữa nhá. JavaScript đúng không? Upload.
Rồi, quay trở lại vai rồi code. Check như nào. Ok, như vậy là xong, done. Ok nha, như vậy là chúng ta đã xong được cái phần upload file rồi. Đấy thì các bạn để xem video lại xem lại kỹ chậm từng tí một nha, để các bạn thấy được là cái upload nó hoạt động như nào nhá. Đấy, được nha. Rồi, video mình dừng ở đây thôi. Trong video sau chúng ta sẽ tiếp tục làm một cái hệ thống về upload file avatar. Upload avatar ấy. Upload ảnh avatar. Rồi, video dừng ở đây thôi nhá.